À, đây là chiếc ghế Noi Africa, nó là hàng của Nhật và ghế cũ. Rồi xe cái ghế nó có tính năng đung đưa bằng tay à, và có chút khóa, nó có chút khóa để đứng yên. Rồi cái nó có 5 mức chỉnh chiều cao, 5 mức chỉnh chiều cao nha. Rồi bây giờ đây nó có hai bên nó có hai cái chốt đây nè, hai cái chốt đây ha, bóp ở hai bên giống nhau, bóp vô đó mình hạ xuống, mình buông ra đó, xuống một cái mức thấp hơn, đẩy xuống thấp hơn nữa và cuối cùng là hạ thấp xuống hết luôn. Rồi ngược lại, khi muốn nâng lên cao thì bóp tới đâu mình thả tới đúng mức của nó thì nó đứng lại, nó không cho thẳng lên hết. Rồi cái mức cao nhất của nó nằm ở đây, vị trí này. Rồi cái ghế này á, là nó hồi nãy cái đề cập đó là nó có một cái chốt đây, nó có một cái chốt khóa không cho đung đưa, chốt khóa gạt dưới đây, gạt qua là cố định không có đung đưa được nữa. Rồi cái phần lưng ghế của nó đây, nó có cái phần này điều chỉnh lưng ghế, kéo nó ra và nâng nó lên đó, từ mức nằm thẳng lưng cho đến đó, kéo lên hết thì nó sẽ ngồi được vị trí ngồi đó, ngược lại kéo ra hạ từ từ xuống từng nấc một, hoặc là kéo ra đẩy lên từng nấc một. Rồi, cái này mất thẳng lên hết luôn rồi đó. Là ngoài ra nó có cái chốt này đây để mình cố định cái đó lại, không cho điều chỉnh. Đó là lúc này mình gài cái này lại rồi là không có kéo cái này ra được nữa, không có điều chỉnh cái lưng ghế. À, xe nó có cái ghế nó có bốn bánh xe ha, hai bánh trước thì nó xoay, hai bánh trước xoay, hai bánh sau thì cố định, và ngoài ra nó có chốt khóa ở hai bên để cố định hai bánh xe lại, không cho nó xê dịch đó, không cho nó lăn được đó. À, chiếc ghế Africa này là tình trạng của nó là cũ ha. Đây, nó có một số phần nhựa bị ố màu. Tất cả còn tốt đó, nhưng mà nó bị ố màu, bị ngã màu đây. Rồi về cái phần cái khay đây đó, là nó có cái chốt kéo bên dưới đây, cái chốt kéo này để kéo, chốt kéo để chỉnh ra gần đây, bóp bóp vào ngay đây, kéo và kéo nó xa ra đó, nó có từng nấc xa gần, dĩ nhiên phải giữ cái ghế lại lúc mình chỉnh, nhớ vừa bóp vừa kéo đẩy ha, hoặc lấy ra ngoài luôn. Có cái khay đây, cái chốt kéo của nó đây, ngoài ra nó có chốt khóa đó, khóa lại là không có điều chỉnh được, không có lấy cái khay ra được đó, để cố định nó lại đó, cái không mở khóa thì đây. À, cái đệm ghế của nó thì còn tốt, không rách không sần gì hết, nhưng mà bộ đai khóa thì nó chỉ còn có hai sợi dây đai thắt vai này thôi đó, bộ đai khóa bên dưới thì nó đã bị mất rồi. Nếu mà dùng cho bé mà sợ bé nó lật nó chồm ngồi dậy đó, thì là nếu mà bé sơ sinh đó, bé nhỏ đó, chứ còn nếu bé ngồi thì đã có cái khay, đã có khay này chứng lại rồi, cái khay này chặn lại rồi ha. Còn nếu mà bé nó nhỏ mà khi cho nó nằm á, mà sợ nó chậm nhõm vậy này nọ đó, thì cái đó là phải tự làm nha, phải tự làm thêm sợi dây đai, chứ còn dây đai này nó đã mất rồi. Rồi đây cái mặt bên trong của cái đệm và
cái ghế ha, phần nhựa của cái ghế. Đây tình trạng mặt sau của cái đệm đây. Không có bị rách, không có hư hỏng gì hết, còn đệm còn tốt. Rồi phần mút này như là mút đệm phía sau như bị rách, còn cái này đây nó có chỉ dẫn là cái phần này để cho bé nó gác chân nè, nó ngồi gác chân đây và có thể thêm tăng đơ do cái phần này ra nó đỡ. Rồi cái phần này khi mà muốn đẩy vô đó thì đây nó chỉ là nâng lên, nâng lên một chút rồi đẩy vô ha. Đã, tôi ngắn lại rồi đó, lúc đó bé thả chân thẳng xuống dưới đây được, thì cần cho bé nó nằm để nó gác chân ra thì kéo nó ra vô thì đẩy lên, đẩy vô phải nâng lên, nâng lên trước mà đẩy vô được nha. Rồi khung còn chắc, bánh xe còn chắc, phần nhựa còn chắc, chỉ là bị ngã màu một chút thôi. Đây và cái phần này, cái phần này nó cũng bị ngã màu rồi đây.